Ok, chúng ta bắt đầu nha. Mình vừa bật lưu video rồi, cho nên các anh chị không phải lo chuyện này, các anh phải lưu đâu nhá. Được không ạ? Chúng ta bắt đầu nha. Anh chị sẵn sàng nhá. Sẵn sàng thì các anh chị bỏ phím 1 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. Buổi ngày hôm nay, Thiện sẽ hướng dẫn mọi người cách chơi Uniswap và cách chơi IDO. Đúng không ạ? Một số bạn nào mà đã biết cái này rồi thì chúng ta xem như là học lại và ôn lại. Còn bạn nào chưa biết thì chúng ta tập trung để ý một chút xíu. Vì cái này sẽ khá là khó với những người không ngành công nghệ. Và những người nào mà ít đọc thông tin liên quan đến ETH hay là đọc thông tin về một số đồng coin thì cần phải để ý, vì đây là những thao tác mà các bạn sai thì các bạn sẽ thường mất tiền oan, đúng không ạ nha. Rồi, ok, mình sẽ tắt chat, cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người một số cái như sau, một số bước cần thiết như sau này. Những anh chị chơi thì chúng ta sẽ để ý như sau là khi chúng ta đăng nhập vào để mà chơi IDO á hay là chơi Uniswap á, thì các anh chị được trước tiên là làm cái này cho mình này. Các anh chị phải tải cho mình cái là cái MetaMask và cái chốt link về. Chốt link ấy, nó là dùng ở trên đây là một cái ứng dụng ở trên cái Google mà chúng ta thể xài trên sử dụng cái swap của chôn là con chôn x ấy, TRX ấy. Các anh chị biết cái này đúng không ạ? Còn cái mà MetaMask này nè, là cái hình con trồn này này, thì là cái ứng dụng mà chúng ta sẽ xài để sử dụng để mà trong cái vấn đề ETH và sử dụng nền tảng ETH à, chúng ta có thể gõ trên tìm kiếm này là có cái là MetaMask ha. Đấy. Đây này, MetaMask. Các anh chị có thể kéo xuống, chúng ta sẽ thấy ở cái phần về chôm này này. Ở chỗ này nhá, chôm này này, các anh chị chỉ cần bấm vào đây thôi. Bấm vào đây này. Và chúng ta sẽ là cài đặt. Các anh chị sẽ bấm chữ cài đặt, cái này mình đã cài rồi cho nên là không không cần phải cài lại. Đấy, các anh chị thấy là mình đã cài sẵn rồi, không cần phải cài lại. Còn những anh chị nào chưa cài thì các anh chị là hãy cài vào nhá. Cài thì các anh xuất hiện nó nằm ở đây. Được không nào? Cái thứ hai là nếu như các bạn là dùng chốt link thì này y chang luôn. Thì các bạn cũng tải gói chữ chốt link nhá. Đây các anh chị cũng vào cái phần là chốt link này. Đây thì các anh chị có Google thì nó cũng sẽ hiển thị một cái ở trên trên cái Google này, các bạn có thể cài vào thôi ha, cũng bấm tương tự thôi, không khác gì cả. Đấy, bước thứ ba, nếu anh chị mà xài điện thoại di động á thì các anh chị có thể tải cả chốt link và cả cái MetaMask để bằng app trên Android hoặc là trên CH Play đều có, được chưa nào? Chúng ta làm cái, chúng ta hiểu bước này chưa, mình giải thích đơn giản cho các anh chị hiểu chưa. Chúng ta đi từng bước cái đơn giản trước ha, bạn nào chưa hiểu thì để mình nói lại nha. Không nghe anh ơi à, bạn này không nghe thì bật mic lên nhá. Mọi người nghe rõ không ạ? Máy hỏi thì mọi người đều ok cả. Ok đúng không? Thì các anh chị hiểu cái mình vừa nói đúng không ạ? Biết cách tải cái MetaMask và cái chốt link chưa ạ? Mình hướng dẫn như vậy là dễ dễ chứ ạ? Lấy Google bấm tải thôi nhá. Còn ai chưa biết không? Cứ tải về đấy nhá, tải về đồng ý accept cho nó nằm ở trên góc này đã. Được không? Đấy. Khi mà các bạn tải về rồi ấy, thì các bạn cần tạo tài khoản. Tạo tài khoản rất đơn giản ở đây thôi, tạo tài khoản thôi. Có bạn nào chưa biết tạo hay tạo tài khoản hai cái này không ạ? Để mình hướng dẫn ạ. Các bạn nào chưa biết không? Cái này khi mà các bạn tải về rồi, các bạn chỉ cần nhấp chuột vào đây. Ví dụ nhấp chuột vào đây nhá, của mình cái này đã có sẵn rồi, mình đã đăng nhập vào sẵn rồi. Nhưng một số bạn mà chưa đăng nhập vào sẵn thì các bạn phải xài cái khác hoặc là sử dụng ví khác. Ví dụ như là các bạn tạo một tài khoản bình thường, sau đấy các bạn đã có cái key của ETH, một cái ví khác, thì các bạn có thể vào góc này này. Ở góc này này. Thì các bạn có thể add thêm tài khoản đây, tạo thêm tài khoản đây. Được chưa? Đấy. Đây tạo tài khoản 3 này. Các bạn có thể nhập tên cái tài khoản vào đây và nhập cái keyword vào đây, chưa? Vậy cái này là cái đơn giản nhưng mà một số bạn không biết thì cứ mò vào đây hoặc là các bạn có YouTube, Google để có hướng dẫn cả. Rất đơn giản nhá, tự đăng ký và tìm hiểu. Khi các bạn tạo tài khoản hai cái này chốt link này và cái này là cái MetaMask xong hết rồi, ok rồi thì các bạn bắt đầu kết nối. Chúng ta sẽ bắt đầu bước sang bước thứ hai là sử dụng và cách xài cái Uniswap. Đồng ý không nào? Ai mà chưa biết cái này thì có thể lên kênh 98 học nha. Có một số bạn còn chưa biết IDO, ICO thì bây giờ mình sẽ gọi chữ này ở đây này. Mình sẽ IDO là gì này?
Thuật gì nhỉ? Trên đều có cả, một số anh em không chịu đọc thôi. Mà đọc thì rất nhiều thế này thôi, không có gì nhiều cả. Chúng ta có thể gõ thêm cái chữ C98 vào đây nên nó xem. Ở đây idol rồi. Đây này, một số cái hoặc người ta viết sẵn thế này các bạn phải đọc. Đấy nào, một số bạn lười cho nên bây giờ mình chỉ các bạn vào đây đọc luôn. Mình nói sơ qua thôi nhá. Một số bạn không biết. Nhớ là IDO và IEO nó khác nhau ở chỗ này này. IEO là có thể bán trên sàn. Bán trên sàn nhá. Là bán giống như kiểu một số cái người ta bán giống như ICO thôi, nhưng mà bán ở trên cái Binance hoặc là nhờ Bittrex bán, hoặc là nhờ các sàn khác bán, hay là KuCoin, Bitbox bán, thì người ta gọi là IEO là bán trên sàn. Thế nào? Nhưng mà còn nếu IDO người ta bán trên sàn DEX, là sàn phi tập trung, thì khác rồi đây. Thế là IEO thì bán ở trên sàn tập trung giống như Binance. Còn IDO này thì là bán ở trên sàn phi tập trung. Để nó thông qua cái Uni hay là thông qua cái này kia ha. Hay bạn nào đang bật cam hay tắt cam giúp, còn ai không nghe thì tiếng gì thì bật âm thanh có chữ Zone Audio nha. Mọi người có thể chỉ cái đấy nha, bấm góc trái Zone Audio. Chứ mấy cái cơ bản như vậy mà cũng phải hỏi thì hơi căng quá nha. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Xong chưa? Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi về đầu tiên về cái cách sử dụng cái Uniswap trước. Sau đấy mình hướng dẫn các bạn sử dụng mua bán cái IDO nhá. Đồng ý không? Rồi, các bạn đã biết về IDO đúng không? Nó chỉ khác nhau cách mua thôi nhá, không khác nhau nhiều cả. Trên này một số con nó bán ở sàn này sàn kia, nhưng mà việc mà chúng ta phải tập trung vào kiếm lợi nhuận, cho nên chúng chỉ cần để ý cái câu chuyện là mua làm sao ở giá thấp nhất và bán ở giá cao nhất. Thì mình sẽ chỉ cái này sau ha. Bây giờ tắt cái vấn đề IDO này, mình chỉ vào Uniswap này. Khi mà các bạn vào Uniswap thì các bạn chỉ cần gõ chữ app.uniswap.org, ấn OK là được. Ví dụ như mình sẽ next lại này. Mà các bạn chưa kết nối với lại cái ví MetaMask thì các bạn bấm vào đây và ấn accept là được nha. Cái này mình đã kết nối sẵn vào đây rồi. Mình đã kết nối sẵn một ví của mình vào đây rồi. Mình để vào đây một ít e vào đây rồi nha. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Khi các bạn muốn mua một đồng coin nhé, muốn mua một đồng coin nào đấy mà nghe tin của nó đã list trên sàn Uni rồi nha, đã list trên sàn Uni rồi, các bạn sẽ làm như thế nào? Đây mình sẽ chỉ các bạn sau này. Ví dụ như là có một số con đã list trên sàn Uni đây này, một số con nó đã bán thành công rồi nhá, mà chúng ta muốn mua nó, mua đuổi nó. Ví dụ như là con này hôm bữa đang hot con này đúng không, hoặc là một số bạn đã đang chơi con này, thì chúng ta sẽ vào ở chỗ này này, CoinGecko nhỉ, được chưa? Chúng ta sẽ vào CoinGecko này, thì chúng ta sẽ gõ cái đồng coin đấy. Mình ví dụ như là một số con người ta đang chơi, ví dụ như là các bạn muốn tìm hiểu ví dụ là con rare, con này thì con này mình khuyên anh em không nên mua nữa nha, con này là quá này không chơi nữa nha. Mình chỉ ví dụ lấy làm ví dụ thôi nha, chúng ta sẽ dùng nó làm ví dụ chứ mình không click mua con này nha. Ok ha? Thì các bạn sẽ để ý có một cái đường đường link ví nằm ở đây này, contract này. Chúng ta phải nhớ là copy đúng cái đường link ví tạo ra đồng coin của nó ở trên ETH. Nếu các bạn copy sai hoặc là các bạn lấy một đường link ở trên mạng website ấy, thì chúng ta sẽ có nguy cơ mua phải một đồng coin giả nha. Cho nên phải tìm được đúng cái đường link ví này. Được chưa? Copy nào. Sau đó chúng ta sẽ vào ở chỗ add thêm một đồng coin này, chúng ta sẽ bỏ vào đây. Chúng ta sẽ dán vào thì nó sẽ xuất hiện cái dạng như này, chúng ta ở chữ S này. Dạ, thêm nó vào. Khi đó chúng ta mua thì các bạn sẽ mua một e chẳng hạn đi, chúng ta nhập một e ở đây. Cách mua nhá, đây mình chỉ cách mua nhá. Các bạn sẽ mua chuyển từ e sang con file này, được chưa? Thì chúng ta sẽ bấm vào cái swap này, mình chỉ cho bạn, một số bạn chưa biết chưa, bấm vào đây bấm con phim đó. Nhưng mà các bạn nếu như mà nó xuất hiện một cái phần ở chỗ này này, thì các bạn có thể chỉnh phí. Nếu như muốn phí cao hơn này, hiện tại đang phí là 44 đô này, chúng ta có thể chỉnh phí này chưa, chỉnh thấp hơn cao hơn, nhưng mình khuyến khích là sẽ chỉnh cái này hoặc để nguyên đây, hai cái này thôi, không bỏ xuống lâu nhá, cái này sẽ bị chậm nha. Các bạn hãy chọn đây hoặc là chọn đây, nhưng thường thường chúng ta chỉ cần chọn đây là được rồi, ấn lưu. Nếu bạn bấm xác nhận nữa là ok, nhưng mà với cái lệnh này là mình sẽ từ chối, nhưng mình sẽ bấm một từ chối này, mình không mua. Dạ, mình không mua, mình chỉ thử các bạn thôi nha, mình thử cho các bạn xem thôi nha. Và mua con khác thì chúng ta sẽ làm tương tự. Và các bạn nếu muốn mua từ đô, muốn từ đô sang con file này, thì các bạn cũng có thể gõ ở đây là USDT này. Đấy, các bạn cũng có thể nhập ở đây nhá. Có thể nhập ở đây là 100 đô hay là 1.000 đô, các bạn cũng sẽ mua được tương tự. Nó không khác gì cả.
Nếu như mà các bạn mà chưa mua cái dạng đồng thì nó sẽ có một cái như cái ở đây nó không có áp dụng mua cái này à, đồng cái này à. Thử xem đai nhé. Đai ở trên Uni thì đồng đai nó là giống như đồng USDT thôi nhé. Các bạn có thể sử dụng đai. À cái này là do ở đây hiện tại mình là không không có tiền cho nên là nó mới hiển thị ở đây, nó không có, nó hiển thị lên màu xanh nha. Nếu như mà chúng ta ở đây có tiền thì nó sẽ hiển thị y chang như ETH hồi nãy của mình nha. Nếu như mà có tiền ở trong này thì nó sẽ tự động, nó sẽ lòi ra ở đây, còn nếu chưa có thì nó sẽ đen đen như hồi nãy ở chỗ này, đen đen này. Và các bạn để ý cho mình luôn là trên Uniswap thì có một cái phần là phần phí, các bạn phải để ý cái phần này này. Nếu khi các bạn mua nhiều á, ví dụ như là mình sẽ có ở đây là 100 e này, các bạn thấy cái phần này không ạ, đây nó sẽ trừ phí là tới tận là cái độ chênh và độ kéo mua của nó, giá giống như giống giá mua market ấy, thì nó sẽ tới tận là dao động tới tận 34,32%, nó quá lớn. Cho nên khi các bạn mua một số lượng lớn, các bạn để phần này cho mình nhá, nếu nó mà dưới 2% thì mua được, còn trên cao quá thì các bạn đừng có mua nhá. Nếu các bạn mua mà có đây nó lên 10 15% thì các bạn đừng có đồng ý nhá, đừng có ấn con phim vào, vì nếu khi bạn ấn con phim vào thì các bạn sẽ bị cái phần chênh nó sẽ rất là nhiều đó. Thứ hai là các bạn sẽ để cái phần ý phí này nó phải ít ít thôi, khi mà nhiều quá các bạn đừng có mua nhá. Cái thứ ba là cái phần lúc nãy phí nó hiển thị ở cái góc này, hồi nãy các bạn nhớ không ạ, cái phần mình chỉnh phí này cũng là một điều rất là quan trọng. Các bạn nếu như mà các bạn muốn mua gấp á, thì tăng 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 nhanh lên, nhưng mà cái phần phí mà lớn quá thì bạn đừng chơi. Ví dụ như là các bạn mua có 500 đô thôi, nhưng mà phí nó ăn mất của các bạn là 300 đô là 400 đô thì không nên chơi, đúng mà. Đấy, mình hướng dẫn cái phần phí, cái này thì khá đơn giản, nhưng một số bạn chưa biết thì mình nói qua thôi nha. Còn bạn nào mà không nghe thấy âm thanh thì vui lòng bật mic lên, chỉ bấm vào cái zone audio thôi mà nha. Các anh chị chat hướng dẫn họ giúp mình cái nha, các bạn chat vào đây chỗ này zone audio giúp mình cái. Chứ một số bạn vào đây cứ bảo em không nghe thấy gì, có bấm zone audio mà nghe được chưa. Đấy là cái phần cơ bản này, phần cơ bản thôi nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái vấn đề là bây giờ để tìm một số đồng coin ở trên cái Uni mà chơi, thì có thể chúng ta sẽ làm một số bước như sau. Chơi theo trend, đi theo trend này, các bạn sẽ bấm vào đây này. Ở trên thị trường nó có một số là trend tìm kiếm, ví dụ các bạn vào chữ tìm kiếm này, các bạn thấy không ạ, nó đang có những cái top tìm kiếm rất là cao. Chúng ta phải vào cái trend tìm kiếm này, hiện tại đây là một số top tìm kiếm ở đây này. Hoặc là chúng ta sẽ tiên lọc ở trên trên này cũng một số con như là DeFi này, à bấm DeFi này là xem này có con nào hay hay, chúng ta sẽ mò vào tìm kiếm ở đây nếu là để chơi. Hoặc là chúng ta sẽ tìm một cái hướng khác, cũng có thể tìm một hướng khác, ví dụ như là chúng ta sẽ tìm ở ở trên Uniswap luôn. Đây các bạn có thể zoom vào đây này, nhớ nha, khi chúng ta muốn check một đồng coin đấy, chúng ta bấm vào chỗ này này để xem cái đồng coin đấy. Đây, xem cái đồng này, bây giờ mình sẽ chỉ vào cái sâu cái Uniswap, ví dụ như con file đấy nhá. Các bạn đồng ý, các bạn nhìn thấy không? Ở đây là cái liquid của nó này, liquid ở đây các bạn để ý này, cái total liquid là các bạn cần phải để ý nhá, một con nào mà ở dưới 300.000 đô á, hiện tại đây là khoảng tầm là 4569.000, nó là còn lớn. Nhưng một số con mà cái liquid nó nhỏ, nó khoảng tầm 30.000 hoặc là 100.000 thì nó nhỏ, thì các bạn để ý những con liquid nhỏ này mà nó đã bị xả rồi thì có nghĩa là cái số lượng tiền nó đã thoát ra khỏi thị trường rồi nha. Hôm nay chúng ta cái tổng thanh khoản thì không có, nên là chơi những con liquid nhỏ là hãy cẩn thận. Những con mà nó mới lên sàn mà chưa ai mua mà liquid nhỏ thì là bình thường, nhưng mà con nào đã lên sàn lâu rồi mà cái tổng liquid này nhỏ quá thì các bạn nên cân nhắc là không nên chơi, vì có khả năng nó sẽ chết luôn, mất luôn. Và trên này nó có xuất hiện rất là nhiều dạng, có thể là scam luôn đấy, nên là chúng ta mua xong nó giảm 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 hoài đến lúc không còn gì luôn. Vì cái liquid trên này nó được cân, nó được tính như sau này. Liquid ở đây nó sẽ được add vào trên cái cặp tỷ lệ là ETH và con file này, có nghĩa là nó add một số lượng file và một số lượng ETH cố định. Chưa? Nên là cái tổng liquid nó tính như vậy. Là cái thứ hai là cái đề về về vol này, vol 24 giờ đấy, các bạn để ý. Vol mà nó nhỏ quá thì các bạn cũng đừng có chơi. Nếu vol nhỏ quá nên số lượng chẳng hạn, nhưng mà nếu như mà nó mới lên sàn á, vol nhỏ chúng ta chơi nó là ý là chưa ít người mua thì có thể ok, nhưng mà nó chơi lâu rồi chả ai chơi nữa, vol giảm bây giờ còn có 5.000 đô hay là 3.000-4.000 đô hay là 20.000 đô, thì cái vol 24 giờ này nhỏ quá thì nó cân nhắc cái đồng coin đấy, hiện tại là số lượng người tham gia không còn nhiều nữa đấy nha. Cái phí này có thể là đây là chỉ là cái tổng phí của nó thôi, chúng ta không cần để ý này nhiều. Tiếp theo nó đây ở đây là xem về cái biểu giá về file trên ETH và ETH trên file này.
Thì này, hai cái này nó sẽ là đối nghịch nhau, hai cái này sẽ đều đối nghịch nhau. Một số bạn chưa biết thì sẽ vào xem đây nhá. Đấy. Thì khi check một số đồng coin nào, chúng ta sẽ vào đây check bất cứ con nào luôn nhá. Ví dụ như một số bạn đang chơi con PS đúng không, chúng ta sẽ lên đây tìm cái con cái đường link ví của nó. Đây là con Puka Python này. Đây, copy tiếp này. Chúng ta sẽ vào đây này. Đây, chúng ta lại add nó vào này. Đấy, chúng ta sẽ vào đây tiếp. Muốn tìm hiểu một con thì chúng ta sẽ vào tìm hiểu từng từng cái đơn giản như vậy. Một số bạn đã biết rồi, nhưng một số bạn nó chưa biết, chúng ta phải để ý những phần này. Nếu không để ý thì chúng ta sẽ chơi thua. Đây là những cái kinh nghiệm của mình đi trước, mình biết, mình chỉ cho các bạn thôi nha. Đây, cái con này là hiện tại nó đang đang giảm xuống dần dần này. Từ hôm đỉnh của nó là 46, 48 đô, nó đang giảm lại từ từ từng bước. Nhưng mà con này thì một số bạn đang bảo là target khoảng 200, 300 đô. Cái này mình không biết được nhưng không chắc nha. Con này thì mình đã bán rồi, mình đã mua trước, mình bán này. Mua từ lúc khoảng là 10 hay là 15 gì đấy, mình quên rồi. Mình bán lúc 47 hay 46 gì đấy, mình không nhớ nữa. Đấy nha. Chúng ta sẽ nhìn được cái liquid của nó này. Nó cũng giống con file đấy, và cái vô nó cũng tương tự này, hiểu nào, bên này nó cũng y chang nha. Đó, nên hai cái này sẽ đối nghịch nhau nha. Đấy, cái này là ETH chuyển sang bit, có nghĩa là đổi đổi ETH sang bit, còn bên này đổi bit sang ETH, nên là cái lúc nào cái này nó sẽ đối nghịch với cái này, hiểu nào, cái này càng tăng thì cái này càng giảm, thế thôi. Hai cái này sẽ chênh nhau, đây là cái giá trị của một đồng ETH thì bằng bao nhiêu bit nha, và bên này thì một bit bằng bao nhiêu ETH, nó ngược lại. Ok cho các bạn nắm này, nắm rõ chưa? Để check một đồng coin các bạn nắm rõ chưa? Cái thứ ba là các bạn có thể là check ở cái khối lượng mà người ta đang chơi ở đây này. Khối lượng swap người ta đang chơi ở đây và để xem nhá. Để có thể xem đây này. Các bạn nào thắc mắc chỗ này không ạ? Láng à. Kiểm tra lên sàn khi nào với anh? Mấy cái kiểm tra lên sàn á là chúng ta sẽ đọc thông tin của nó ở trong cái channel của nó, ở trong cái kênh Telegram của nó, tí mình sẽ chỉ các bạn nha. Ok, chúng ta sẽ đi những cái cơ bản trước, sau đấy chúng ta sẽ đi sâu phân tích từng cái đồng coin này kia, hay là đồng ICO này kia, IDO này kia ha. Bạn nào bị láng thì vui lòng tắt cam giúp mình đi. Một số bạn đang bật cam này, các bạn vui lòng tắt cam giúp đi. Bạn tắt cam giúp mình như nào? Tắt cho đỡ lag. Tắt cam đi. Đấy, một số bạn bị lag thì tắt cam đi. Các anh chị nào bật cam mình vui lòng tắt đi, đừng có mở cam từng ngắm mặt mình nhá. Được chưa? Ok, nắm mấy cái này đơn giản. Mấy cái này thì nếu như mà ai mà không biết cái gì á, không ai không biết cái gì phải để ý cho kỹ, vì làm sai là toang đó nha. Làm sai là toang, nhất là cái phần phí hoặc là cái phần giá. Các bạn chỉ cần nhanh tay, tay nhanh hơn nào, bấm nhanh bấm lẹ cái là mất tiền à. Cho nên cái này phải để ý, và cái là phần công nghệ, nhất là những anh chị nào hơi lớn tuổi và sử dụng điện thoại hoặc sử dụng máy tính chưa thành thạo, đồng ý không? Ok, mà các bạn tập trung vào xem, còn bạn nào cứ bảo đợi video là mình không biết là video mình sẽ up bao lâu bắp hay là lúc nào mới đăng đâu, các bạn tập trung coi, còn không coi thì out, thế thôi, chứ đừng mong mỏi video này kia này, không không có tập trung nha. Chúng ta sẽ giao lưu ở đây, mình dành thời gian để mình hướng dẫn mọi người. Một số bạn không biết cái này, một số bạn biết rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá. Nghe em kịp à? Nghe em kịp thì cứ nghe tiếp, cái nào ông hiểu thì hỏi sau. Nếu như ở bên thị trường crypto coin ở trên Binance ấy, nó tăng khoảng 20% hoặc 5% các bạn thấy bình thường đúng không ạ? Nhưng mình sẽ cho các bạn thấy rằng là ở trên cái Uniswap tăng trưởng của nó còn kinh khủng hơn nhiều, có thể là 1.000%. Đây, ngoài cái pen này để xem giá thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái token, đây là tổng những cái đồng token ở trên đấy. Trên này thì có cả đồng coin tốt và có cả rác nha, mình nói luôn nha, nó cả những cái đồng coin tốt và cả rác, chứ không phải chỉ mỗi mình coi ok đâu. Thì chúng ta sẽ xem cái biến đồ này, có những con nó tăng từng giờ từng ngày đó, thấy không ạ? Cũng có những con á nó sẽ giảm này rất là nhiều luôn. Được chưa? Cho nên nếu như mà chỉ xem cái việc là tăng bao nhiêu và giảm bao nhiêu để chọn một đồng coin á, thì sẽ rất là khó để chúng ta lựa chọn một đồng coin tốt.
Nhưng mà trên này chúng ta có thể follow được một số đồng coin mà nó đang hot trend. Ví dụ như là một số anh chị không biết hiện tại đang là trend gì đúng không? Có thể các bạn cứ ngồi check từng con một và đọc cái thông tin của đồng coin đấy. Các bạn chỉ có đọc thôi. À, đọc từng coin một thì sẽ đôi khi sẽ tìm được cái trend của nó và các bạn sẽ vào được giá. Bên này này các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái green là cái giá của nó này, cái vol của nó này. Các bạn có thể check theo cái lượng vol con nào to nhất. Đây. Đấy, check check theo con nào hiện tại đang được đổ vol to nhất và giao dịch cho 24 giờ nhiều nhất. Các bạn có thể xem. Đấy, check theo cái đường vol này này các bạn có thể bấm một con bất kỳ, ví dụ như là mình sẽ chọn một con bất kỳ ha. Như con này đi. Đây. Được chưa? Đây này. Vol con này rất là to, tới tận 70 triệu đô lận. 70 triệu đô nhá. Đó. Cái vol cái liquid rất là to này, cái vol là 8 triệu đô, cái liquid là 70 triệu đô, rất là to đúng không ạ? Chúng ta có thể xem nó là tăng trưởng như nào, giá ra sao. Đấy. Nó đang được giao dịch trên USDC và ETH rất là nhiều và tăng khá là mạnh. Đấy, cái print của nó là giá là hiện tại là 1 đô. Mình không biết nó là cái gì vì hiện tại là cũng chưa có tham khảo, chưa đọc, chưa biết nó là cái gì, chỉ biết là con này là cái liquid to thôi. Chúng ta có thể mò vào đọc, chúng ta có thể mò vào đọc nha. Để ấn vào đây để xem cái, nếu các bạn check ở trên web, check ở đây để tìm thông tin, một số thông tin nằm ở đây nhá. Nhưng mà nếu mà check cái kỳ hơn về ETH, các bạn biết không, ETH nó là một cái nơi mà để chúng ta check được rõ cái tổng cung của nó bao nhiêu, rồi là nó website như nào đúng không? Đúng không, các bạn biết cái này đúng không? Thì có một số bạn hiện tại vẫn chưa biết công nghệ liên quan đến blockchain thì các bạn sẽ bấm biết này, ETH thì có là etherscan.io, Bitcoin thì có blockchain đúng không ạ? Là chôn thì có cái block riêng của nó, cũng có cái riêng của nó, hay là Ripple nó cũng có riêng của nó, chúng ta phải check. Thì ở trên ETH là nơi mà tạo các đồng coin rất là dễ dàng đấy, nhưng mà chúng ta phải check được xem là coin đấy là coin gì. Thì chúng ta sẽ đọc này, hiện tại là ở đây là cái tên của nó là ở đây này đúng không ạ, tên nó ở đây này đấy, nó là Frax token gì đây đấy, đây là contract của nó này. Thì chúng ta sẽ có thể xem được một số cái, xem là mình xem mình bấm vào đây nhá. Chúng ta sẽ bấm một cái tên của nó này nhá, bấm một cái tên nhá, chứ không phải xem contract nhá. Đây là cái contract của nó tạo ra cái đồng coin đấy, đuôi của nó là 99E đấy nhá. Đây, đây là cái website của nó. Khi các bạn muốn check một đồng coin ở trên trên cái Uni, từ Uni check sang đúng không? Các bạn sẽ check lần lượt giống như mình. Nhá. Sau đó các bạn đọc ở đây này. Đọc thì các bạn sẽ có thể là bấm sang tiếng Việt để đọc nè. Đây là con này là gì? Stablecoin theo thuật toán phân số đầu tiên trên thế giới. Con này hình như là một trend mới đấy các bạn. Con này hình như là một trend mới. Đây, khi kết nối với lại cái này thì nó sẽ lúc nào nó hiển thị cái dạng này. Thì các bạn sẽ đồng ý là ấn kế tiếp này. Ấn connect vào này. Như cái này là giống như kiểu sàn trade ấy, nó một cái sàn trade ấy. Ừ. Chưa biết nhà các bạn cứ tìm hiểu vào thôi ha. Đấy, ví dụ là đọc thông tin ở trên này. Cái thứ hai là các bạn có thể xem nó là ở đây là cái phải transfer, là những cái vấn đề chuyển đi chuyển lại, nghĩa là chuyển từ tài khoản sang tài khoản kia. Cái phần holder này là cái phần rất là quan trọng này, phần holder này là phần quan trọng. Để các bạn sẽ xem lên đây là cái số lượng người hold ở đâu và nó nằm ở trên những sàn nào đây nhá. Hình như con này nó là stablecoin, đấy là giá cố định của nó, không tăng trưởng nhiều đâu, nó dao động quanh 1 đô thôi đấy. Con này là như con stablecoin của một cái đội nhóm nào đấy đang làm thôi, chứ không phải là một cái đồng IDO nhé. Sau khi check thì các bạn sẽ nhìn thấy điều này. Đây, mình sẽ tắt, mình sẽ tắt nhá, mình sẽ mở một con khác, mở một con khác. Chúng ta vào lại token nào, chúng ta tìm đồng khác ha, để mình check xem nào. BAS này, lại đồng ý này. Con này cũng tăng trưởng khá là cao, hình như con này đang là trend. Hình như con này đang là trend đào ra đúng không? Trend farm đúng không? Các bạn chịu khó đọc nhé. Thì thông tin thì không có ai sẽ hỗ trợ các bạn toàn bộ được, đa phần cũng phải tự đọc. Mà bạn nào mà kém tiếng Anh á, bạn nào mà kém tiếng Anh á thì Google dịch. Bạn nào mà giỏi tiếng Anh thì tôi tốt hơn, sẽ join nhóm nhóm kia ha. Rồi có mình sẽ trả lời nốt một số câu hỏi các bạn đã hỏi ở đây nhá. Một số bạn hỏi con Pi Network, bạn phải có cái ví của contract của nó thì bạn nên kiểm tra, chứ mình không có chơi con này mình không biết nha. Thì anh dạy bọn check kê thực can, mình hôm nay mình vừa dạy rồi ha.
tí lưu lại để xem lại với anh nhé. Cái này lưu video nhưng mà lúc nào xem lại thì chưa biết. Vốn tầm bao nhiêu hợp lý? Thật ra là cái vốn rất là quan trọng. Nhưng mà các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là quan trọng nó là trend. Thứ nhất là có những cái dạng sau này. Một là coin mà chưa băm mạnh. Ví dụ nhá, mình chỉ ví dụ nhá. Ví dụ mình sẽ ví dụ một con này này. Mình sẽ ví dụ một con này để các bạn nắm này. Giờ chúng ta sẽ dùng ví dụ cho dễ hiểu. Đấy con MahaDAO này. Đây các bạn thấy không ạ? Con MahaDAO là nó bán ở trên cái con Polkastar này. Nó đã bán lúc nó bán trên này thì giá khá là thấp. Đây MahaDAO đây. Bấm nào mà nó nhảy sang đây ta. Đợi đợi mình tí nha, mình check lại. Do nó đang sử dụng cả Zoom nên nó bị đơ. Và thấy cái MahaDAO lúc nó bán ra này, giá rất là thấp. Thì khi mà nó lên sàn á, do dao động từ 3 đến 4 đô. Mà mình nhớ đỉnh điểm con này nó lên tận là mười mấy đúng không? Hay là hai mấy? Mình nhớ mình bán khá là sớm. Hiện tại con này đang là 15, 16 đô. Và chúng ta sẽ nhìn được đồ của nó trong 14 ngày này. Thấy nó tăng trưởng mạnh ạ. Đây này, tăng dần dần lên này. Có những thời điểm nó rất là thấp, nó dao động từ vài đô thôi. Sau đấy nó tăng lên tận mười mấy đô này. Nha. Cái thời điểm nó lên vừa lên Uniswap là giá khoảng tầm 3 đến 4 đô. Dạ, sau nó tăng trưởng mạnh này, sau nó lại giảm lại, bây giờ nó tăng lại này. Thì con MahaDAO là một những con mà bán IDO thành công trên cái nền tảng đốt là Polkadot á, chưa? Đây này. Để chúng ta có thể check trên này, tí nữa mình sẽ chỉ các bạn tìm hiểu IDO trên này nhá. Nên mình chỉ ví dụ con này thôi, con này đã bán thành công rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà đọc thông tin của một đồng coin mà nó bán trên đấy mà chúng ta không mua được vì con MahaDAO là con khó bán. À con khó mua, nó bán trên đấy khó mua. Chúng ta không mua được đúng không? Chúng ta sẽ làm cách nào? Chúng ta làm cách như sau. Nếu chúng ta không mua được một đồng con IDO ngon mà chúng ta order hoặc là chúng ta mua pre-sale không được, nó bán mà không được, chúng ta sẽ làm những cách như sau. Chúng ta sẽ tìm cái đường link ví contract của nó đây này, copy nó. Được chưa? Chúng ta sẽ lên cái swap này. Chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta tìm ở đây này. Chúng ta add nó vô nhá. Ví dụ như là nó bán ICO là 1 đô đi mà nó lên mới 3 đô á, hay 3 đô rưỡi là mấy 3,5 lần. Các bạn sẽ nhìn được tính, tí nữa mình sẽ tỉ chỉ các bạn một số cái cách tính để xem dự tính nó sẽ lên bao nhiêu nếu thì nếu cộng đồng đang dự đoán nó x20 lần hoặc là x10 lần mà nó mới có 3 lần thôi thì có nghĩa nó còn có x tiếp, thì chúng ta sẽ sử dụng cách như sau, chúng ta sẽ mua hẳn trực tiếp trong Uniswap luôn. Hiểu không? Mình nhớ không nhầm, mấy con MahaDAO này là cái con mà mình mua được ở trên Uniswap, là mình mua từ dao động từ 3 đô rưỡi đến 6 đô là mình mua rất là nhiều, là mình bán là giá là 10 17 18 hay là 16 nhưng mình không nhớ, là mình giải mình mua bán nó khá là nhiều. Đây là một cách. Nếu các bạn không mua được trên IDO, không mua được trên pre-sale thì chúng ta sẽ dùng cái cách là mua trực tiếp trong app, mua ngay thời điểm mà nó vừa lên. Ok không ạ? Các bạn hiểu cái này không ạ? Có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà lát mình sẽ trả lại sau nhá. Các bạn hiểu vấn đề mình nói, chúng ta sẽ đi đi từng cái vấn đề mình chỉ trước đã, các bạn đừng hỏi sang vấn đề khác nó sẽ bị lệch đi. Được không? Các bạn hiểu cái này không ạ? Đây là một cách kiếm tiền rất là nhanh thôi. Một con IDO ngon, một cái dự án ngon mà nó khó, nó bán lên mà khó mua mà dự tính nó ít còn rất là cao nhưng mà nó lên uni ít người chơi, vì giống như các bạn thôi, giống như các bạn trong cộng đồng Tết ở Việt Nam rất là đông, nhưng mà các bạn nhìn thấy không ạ, số lượng người xe chơi uni ở cả Việt Nam nó chỉ khoảng tầm là 1.000, 2.000 người thôi, rất là ít người chơi, ít hơn nhiều so với số lượng người chơi đơ, cho nên trên uni nó rất là hot, mà những cái người mà để mà đợi lên sàn để chơi á thì khi đó đã muộn rồi, cho nên chúng ta chỉ cần nhanh tay hơn họ thôi, thông tin sớm hơn họ thôi, chúng ta đã có một cái cơ hội là mua được giá thấp hơn, đúng không? Đó là mình ở trong cái trường hợp là chúng ta không mua được giá pre-sale hay là mua được giá IDO lúc ban đầu bán mà chúng ta phải mua trên Uniswap thì dùng cách này nhá. Kiếm contract là đúng contract nhá, đừng có tìm bậy bạ sau đó gõ tên linh tinh trên này, nó sẽ ra một cái contract fail là chết nhá. Tìm đúng contract vào nhá, add nó vào, mua xong nhá, mua xong đợi lên giá bán, cái tầm giá nào thì tùy lòng tham của bạn. Mình cũng nhắc luôn là trên Uniswap thì nó sẽ giống như chơi coin thôi, nhưng mà coin trên này nó bung băm đăm rất là ghê gớm, nó băm đăm rất là ghê gớm, nó cần cái sự tập trung của các bạn, cần cái sự chuyên tâm của các bạn, nhớ nha. Vì tập trung càng nhiều và chuyên tâm càng nhiều á thì nó sẽ giúp cho các bạn là nắm bắt tình hình, chứ đừng có tham quá. Một số bạn là mua 3 đô lên 10 đô chưa bán ấy, không nó giật phát xuống 1 đô nha, đừng có tham quá ha.
có lít lên uni xả xong mới mua hay mua liền? Không, cái đa phần là mua trên uni thì mình khuyên là mua những cái dạng mà mới up lên mà nó mới bay ít thôi thì mua, hoặc là những con mà nó lên ra mà chưa kịp bay thì mua, chứ những con mà đã bị xả rồi thì đừng có mua lại, vì rất là ít khi nó hồi phục lại, trừ khi những cái đồng dự án quá ngon. Ví dụ như dự án ngon là dự án Mahadao này, đôi lúc nó tụt về tới tận 9 đô, 8 đô, nhưng nó đã bay lại 15, 16 đô này. Đây là những cái dự án rất là ngon thì nó còn bơm lại, chứ còn đa phần những dự án mà nó nhanh chốt giật ấy, thì nó sẽ bơm một lần nó sẽ xuống luôn. Cho nên mình không khuyến khích mọi người đánh theo cái hướng là nó xuống rồi mua lại, mà chỉ đánh thời điểm ban đầu thôi, khi đang hot thông tin. Đó. Trend trend không phải friend nha bạn. Zone now. Zone now, ông lớn nước ngoài à? Taxi còn lên được không? Mình nghĩ là không nhé. Con này dự án con này không được tốt cho lắm, con này chỉ phun một thời điểm đầu thôi. Trend nhé, phải fan. Okay. Trước khi swap thì nó có thông báo mấy giờ nó lên hay không? Ừ, nhớ là khi nó vừa bán xong thì trên Uniswap sẽ có luôn. Việc các bạn là phải thường xuyên check check cái con check mà tạo ra cái đồng coin đấy thì thường nó sẽ mở public chứ nó không ẩn, đúng không? Các bạn như anh em chơi rồi thì biết mà, khi các bạn mua thì các bạn này sẽ public. Ví dụ như hiện tại mình đang ví dụ một con này, các bạn nên nhìn thấy này. Các bạn đợi mình tìm lại, nhiều nhóm quá vào cả mắt. Ở trên channel cái này đâu ta? Con mà tránh có bot bài ở trên cái channel bên này. Giờ mắt quay phải biết đâu đấy. Đây mình mở sẵn đây rồi. Các đứa phải tìm. Như là cái con giúp này đúng không? Các bạn đọc ở trên cái channel ấy, thì nó có sẵn thế này này, và đã đăng ở trên channel là bên mình có hướng dẫn mọi người là đăng ký nó để mua. Đây là con IDO khá là ok, nó cũng là bán trên Pokastar. Dạ, đây này, nó có bài viết này trên Medium này, các bạn có thể chuột phải đọc này, cái đã đăng ở trên channel rồi nha, đăng ở channel rồi, ok không? Đó, thì khi mà các bạn bấm vào link của nó mua này, cái link của nó đã ở trên channel có sẵn đấy nha, bạn nó chưa biết lên channel lấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký. Thì nó đang yêu cầu chúng ta là con này, hình như nó yêu cầu là phải mua con POS gì đấy, POLS gì đấy, rồi là mua 3.000 con đấy, sau đấy là sẽ sử dụng cái ví đấy mới mua được. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của nó này, con start này. Đây này, chúng ta sẽ trả lời đúng câu hỏi của nó thôi. Đó, name của bạn này, điền vào đây, đây đây là chúng đăng ký cái whitelist đấy để mua ấy. Đấy, đây là cách mua IDO này, nó hướng dẫn chúng ta phải follow thông tin của các cái đồng ICO á thì rất là nhiều. Một thì chúng ta sẽ lấy thông tin nó ở đâu, đây thì một thông tin chúng ta sẽ lấy ở đây này, một là cái trên cái Pokastar này, chưa chúng ta lấy này, có những con nó sẽ up lên đây mà nó chưa bán, thời điểm một cái dự án con này lên đây mà chưa bán thì nó đang ở đấy là 0% chưa bán. Chúng ta xem lên đây để chúng ta đăng ký và chúng ta tìm hiểu thông tin mua, khi nào có nó có này. Cái thứ hai là gì ạ? Nó sẽ bot lên các channel. Ví dụ trước có Việt Nam có một số kênh có cái đồng IDO nào ngon để bot. Bên mình có bot đấy. Lúc cần thì mình nhớ thấy đâu ta. Đây là group chat này. Còn group channel nó ở đâu ta? Đây. Còn thấy không ạ? Đây này, bên mình có báo đây này, con này này, ngày 15 tháng 1 mới bán này, hiện tại mới có ngày 6 tháng 1, các bạn thấy không? Các bạn thấy không ạ? Đây này, hướng dẫn mua này, các bạn đọc bài viết ở chỗ Medium này, thấy chưa? Thì bên mình có những cái kèo như vậy, share cho các bạn, thì các bạn có thể mua, đăng ký mua backlist trên đấy, hoặc là các bạn có thể là một số con khác, con này con kia rất là nhiều con, không không phải chỉ riêng một con đâu, rất là nhiều. Và thông tin thì các bạn có thể gõ chữ ICO ở trên 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 này này, các bạn có chữ ICO trên này chưa, có ICO thì nó sẽ lòi ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin trên này và ở một số cái group khác xe. Cái thứ ba có thể tìm ở trên cái Twitter, các bạn biết Twitter đúng không ạ? Anh em nào chơi Twitter không?
Đấy, con Sere này, con Sere này mình cũng mới bán này. Con này ok này nha. Rất là nhiều con, rất là nhiều con các bạn có thể check. Thì thông tin thì có rất là nhiều nơi. Bây giờ mình không thể chỉ các bạn nguồn, vì nó nhiều lắm. Thì theo là người vẽ các bạn, tức là nguồn là khi các bạn đọc thông tin và các bạn thấy nhận định cái đồng coin đấy nó sẽ ngon hay không ngon. Đọc đủ nhiều sẽ biết, hoặc là nghe một số chuyên gia, hoặc là nghe các đội nhóm người ta share con đấy ok rồi. Đấy, chơi Twitter nhá. Thì các bạn sẽ lấy thông tin trên đấy, follow những cái người chơi blockchain, invest, người ta sẽ share những ai đầu ICO deal lên đấy để đọc thông tin. À, bây giờ mình đã chỉ cho các bạn về cái cách xài Uniswap này nha. Nãy mình chỉ rồi ha. Xài về từ việc swap này. Từ swap này là chỉnh phí ra sao biết rồi đúng không ạ? Chỉnh phí này biết cái phần phần trăm này đúng không? Biết được phí rồi. Biết tất cả mọi thứ chỗ này rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ để ý thêm một cái phần phần khác nữa là check check nha. Thì mình sẽ chỉ các bạn check này. Một số bạn lại không biết check. Đây nha. Ví dụ như đồng coin này các bạn check này. Các bạn đừng hỏi đồng này con kia, đây hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chơi chứ không phải để ngồi tư vấn các bạn mua đồng nào. Đừng hỏi là anh ơi con này con kia, đừng hỏi. Mình có nói rồi, con nào đã bay rồi thì không có thích chơi lại nha. Còn con nào chưa bơm hết thì cứ đợi thôi, chứ không hỏi con này con kia, vì mình hôm nay không phải là để mở cái buổi này để mà share kèo hay gì cả, mà để hướng dẫn các bạn cách chơi. Ai cảm thấy ok thì cứ vào xem, mà không ok thì cứ out nha, không không được mất thời gian của nhau. Đây, chúng ta sẽ nhìn vào đây này, chúng ta ấn vào đồng này, đồng con này nhá. Rồi ok, khi check một đồng coin các bạn thấy thao tác không ạ? Bấm check một đồng coin nào, chúng ta sẽ nhìn ở đây là tổng số coin của nó là 1 triệu, 1 triệu một con nhá. Chúng ta sẽ nhìn này, đây là cái website của nó này, muốn đọc thông tin là bấm website nhá, có thông tin cả đấy, không biết tiếng Anh thì bấm tiếng Việt đọc thế thôi. Con này là thuộc cái dạng là dùng đồng A đào đồng B và đồng B đào đồng C thì phải, nó hơi giống cổ phiếu trái phiếu ấy. Nhìn cái màu này là hơi biết này, chúng ta phải đọc thôi. Đấy các bạn thấy không? Ngân hàng trái phiếu. Con này thuộc dạng đào rồi. Ta dùng con này đào ra con này và con này kết hợp với con nào để đào ra con này. Đây mình đoán đúng không nhá. Đây này. Mở khóa ví này. Và thông tin thì chúng ta chỉ cần bấm mò mò là ra thôi. Miễn là không chuyển tiền là được nhá. Đây. Đây này, kiếm BAS bằng việc bằng cái BAC và DAI add liquid vào. Con này thì tương tự nha, đấy đào này. Đấy là thuộc cái dạng là dùng con A cộng con B đào ra con C. Được không? Phòng họp này. Trái phiếu này. Đây, cái dạng này là mình đang thấy đây, cái dạng này cũng là một cái dạng trend mới này. Nhá, một dạng trend mới nhá. Rồi, đó là cái check của đấy. Thứ hai là các bạn check những thông tin gì ngoài cái vấn đề check kia, mà các bạn phải ngoài cái check cái câu chuyện là check giá này kia thì các bạn check vô này kia thì chúng ta còn có check check cái multiple supply, để ý cái này nhé. Cái con nào mà supply nó nhiều quá thì nó khó bay đúng không ạ, con nào ít coin thì nó dễ bay đúng không ạ, tổng tổng cung ít coin thì dễ bay hơn. Thứ hai các bạn để ý cái vấn đề là nó unlock thời điểm ban đầu là bao nhiêu. Có một số con chỉ unlock khoảng 2% thôi, có một số con unlock 3% là dễ bay hơn, rồi so với con có 1 tỷ con với một con 1 triệu con thì con là dễ bay hơn đúng không? Phải xem là nó unlock bao nhiêu. Con này 1 tỷ con unlock là 300 triệu con, con một 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 triệu con unlock có khoảng tầm 2% là có tới 20.000 con thôi, thì nó ít hơn dễ bay hơn. Ta phân tích rất đơn giản dễ hiểu thôi nha. Đấy, tiếp theo là chúng ta từ cái vấn đề cho đọc thông tin này, thứ hai là chúng ta vào cái holder để xem cái chuyển dịch của nó hiện tại là số lượng người nào ôm nhiều nhất, đây nằm ở trên này nhiều này đó. Check cái dạng này trên này xem số lượng người có mua nhiều không. Ví dụ như con này chúng ta đi nhìn thấy được là hiện tại nó nằm ở trên cái pool, pool là pool đào này. À, đây ba cái pool này là nhiều nhất, thứ ba là hai, thứ tư, thứ tư là nó là nằm ở cái Uniswap thứ hai. Với cái con này thì mình nghĩ vẫn khả năng tăng trưởng khá là ok, nhìn đánh giá nhé, đánh giá là khá ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào lại một cái phần chút nữa là cái vấn đề về giá của nó và vốn của nó. Giá hiện tại là khá là cao đấy, 244 đô. Khá là cao đấy, không thấp đâu. Đây, hiện tại đang ngay cặp tỷ lệ DAI và BIS này cao. Phí giao dịch này, vol của nó 7 ngày là tới tận 183 triệu, tăng trưởng năm hình như là đấy, tăng trưởng năm hay phí thôi cả. Phí nhá. Khá là ok đấy, mình nghĩ con này nếu như mà tiếp tục đây là một trend thì nó sẽ bơm tiếp, còn nếu không phải là trend thì nó tiếp tục dần thôi. Đây. Giá của nó sẽ cũng là đã giảm rồi đó, đã giảm từ trên 600 xuống dần này.
Đấy, cái dạng này thì không biết nó như thế nào, nhưng mà các bạn để ý là đánh trên này thì khó vì chúng ta không có chart, chúng ta không có phân tích chart, mà chúng ta sẽ phân tích xem là cái độ FOMO, cái FOMO độ thông tin của nó nhé, nó khác với là đánh coin bình thường. Nếu anh chị em nào mà hay thường phân tích chart để mà biết được nó tăng hay giảm thì qua bên Uni gần như chúng ta không dùng được nữa. Ví dụ như là các bạn mò lên Twitter mà thấy rất là nhiều người nổi tiếng đang kêu gọi mua một con ở đấy mà nó chưa bay thì các bạn sẽ chúng ta có thể cân nhắc là mua. Yeah. Cái thứ hai là ví dụ như là nó là liquid nó lớn, đây chỗ này nó lớn này, mà giá nó chưa bay nhiều hoặc là vô nó tăng trưởng đều thì có thể cân nhắc mua. Đấy cũng khả năng hơi giống may rủi, cho nên mình không thích anh em chơi nhiều đâu. Thì đánh Uniswap thì đa phần là nếu như mà mua được cái giá IDO, giá pre-sale ban đầu á thì các bạn có thể mua nhiều, nhưng mà nếu như các bạn chưa biết thông tin gì nhiều cả và chơi nó đi muộn thì các bạn đánh ít thôi. Thường dao động thì mình sẽ chơi một con nên là ít động, nếu như mà con ấy ngon thì mình sẽ chơi khoảng 20 e hoặc là 10 e hoặc 5 e, còn nào ít thì mình chỉ chơi 0,5 e hoặc là 1 e nhé. Cách chơi của mình nó như vậy, chứ mình không có chơi nhiều. Một con nào không chắc chắn thì một vì là khi một cái con mà nó tăng trưởng ở trong Uniswap ấy thì có thể x 5 x 7 lần, có nghĩa là 1 e kiếm được 7 e hoặc là 5 e kiếm được khoảng tầm là 15 20 e đấy. Nhưng mà có những khi là bỏ vào 5 e nó mất trắng luôn, có những khi là bỏ vào 20 e sau 1 2 hôm là chia ba luôn. Đấy, rất là nhiều, nên trong cái cách trong cái chơi này thì các bạn cần số lượng e khá là nhiều. Và nói luôn là cái phần phí nó cũng rất là kinh. Phí rất là kinh nhá. Thì mình nhớ không nhầm thì cái phí của nó giao dịch mỗi một lệnh thì các bạn biết rồi mà, nó sẽ ăn của các bạn mất là 36 đô thì tận 100 đô. Cái phí nó nhiều, cho nên mỗi lần mà chơi ấy, cái phí của nó sẽ ngốn của các bạn. Phải nói là chát, nên là bạn nào mà chơi mà ít ít tiền quá vào chơi ấy, thì gần như là các bạn không phù hợp với chơi Uniswap. Các bạn có khoảng 500 đô vào đây nó liếm mất 300 đô tiền phí rồi thì chơi gì nữa, đúng không ạ? Anh em còn nghe không ạ? Hiểu ý mình nói không ạ? Đúng không? Hướng dẫn kỹ hơn phần chỉnh phí à? Cái chỉnh phí này mình chỉ rồi nhá, bạn nào còn hỏi lại nhá. Nên thiện có group bắn tín hiệu những con tiềm năng không? Cái này mình đã có nhá. Group những con tín hiệu ok, mà những con mà mua Uniswap ok hoặc là mua mua này kia trên cái đánh Uni ok là mình đã báo là group mà các bạn đang zone mà để lấy link nè. Các bạn đang có group để join link các bạn biết không ạ? Mình đăng Facebook đấy. Đây group này nè. Chúng ta có cả group chat rồi group này kia mà, đây là channel của nó này. Nha, yeah, đây channel của nó này. Còn group chat thì đâu ra? Đây. Đúng rồi. Thì các bạn có thể cứ vào trong hai nhóm này mà chơi thôi. Hai nhóm này là bọn là bên mình trước ở Việt Nam lập là để tập trung cho vấn đề là chơi các cái kèo dự án IDO và Uniswap. Ok không? Đó. Còn mấy cái bạn mà muốn follow các chuyên gia lên Twitter ấy, các bạn có thể là tìm trên đấy một số người, hoặc là các bạn có thể theo một số người nổi tiếng và xem họ đã follow ai và follow người đấy nhá. Và các bạn hỏi là con pit giờ nên mua không, đây là câu hỏi mà mình đã mới nói rồi, bây giờ nó đã bay rồi không biết nó tăng hay giảm nữa, chịu rồi. Các bạn thích ôm tiếp thì cứ ôm thôi, chứ còn với quan điểm của mình thì con nào đã bay rồi và nó đang có xu hướng tụt lại thì mình không mua lại nữa nha. Đấy, bạn Việt Anh rất là ok này, follow mấy trăm người chuyên gia vào blog trên này, impact trên đấy, sau để xem theo dõi thôi nhá. Tiếp à, đấy các bạn đừng hỏi vấn đề mình nhận định kiểu này, mình không trả lời đâu ha. Chỉnh gas phí để dễ mua là hồi nãy mình chỉ rồi ha. Cần chỉnh có cần hướng dẫn lại không? Đây mình hướng dẫn lại một lần cuối này. Đây là dùng một e để mua cái MahaDAO, được chưa? Sẽ bấm bấm swap này. Cái phí của nó là gồm là phí của nó là bằng 0,003. Nó dao động ở ít nhất là khoảng 4 mấy đô đấy nha. Chênh lệch của nó này là khoảng 0,14%. Ấn vào cái swap nó sẽ xuất hiện một cái con số hỏi ở đây. Bạn thấy không nè? Thấy chưa? Đây này, cái lệnh của nó đây, phí của nó là 30 đô. Các bạn có thể chỉnh cái exit, nếu để nguyên thì các bạn ấn ok luôn cũng được. Nhưng mà không thì các bạn sẽ chỉnh cái exit nó nằm ở đây này. Đây có 3 phần là slow là chậm nha, cái này là bình thường, cái này là nhanh. Thì các bạn có thể chọn phát là nhanh nhất mà nếu muốn nhanh mà muốn đi trước. Ưu tiên phí mà ai trả cao hơn thì đi trước, còn không các bạn sử dụng cái này là được rồi nha. Và mình khuyên luôn là nếu như mà dùng Uniswap á thì nên xài MetaMask. Đấy, nói lý do từ đầu mình khuyên anh em dùng MetaMask chứ không xài các app khác. Xài app khác thì mình nói thẳng luôn là nó đơ và chậm hơn, nên mình test rồi nha. Nên là xài Uniswap là ok nhất, và ngay cả trên điện thoại cũng vậy nha. Chỉnh ok rồi thì bấm lưu lại này đấy, hoặc không để nguyên bấm xác nhận nó đi. Cái này mình không có mua, mình chỉ hướng dẫn cho, mình sẽ cancel đi. Ok chưa? Nắm rõ chưa?
Có bạn hỏi Stablecoin là đồng ổn định giống như USDT đúng không? Đúng rồi nha. Ok, là xem có câu hỏi nào mới không? Các bạn có câu hỏi nào mới không? Phí gas này tính như thế nào? Cái phí gas này là tùy tùy trên ETH nó tăng trưởng như nào. Phí này thì các bạn tự mò nha. Ba cái phí gas này nó rất là nhiều công thức trên đấy, nó tính rất là nhiều máy đào khớp lệnh bao nhiêu cái, nó lằng nhằng lắm nha. Cái chênh không muốn là gì, cái chênh này là cái giá mua trượt giá của nó. Thì các bạn biết mà, ở trong cái Uniswap á, nó sẽ kỳ quý là một đồng A và ETH. Khi các bạn muốn chuyển từ A sang ETH thì các bạn là phải trả cái phần phí giá trượt giá cho ở trong cái quỹ liquidity này, đúng không? Vì nó không cố định một giá, một cục to một giá cố định, mà nó sẽ giải dần như vậy đó. Còn nếu như các bạn muốn đó là bán đồng A sang ETH nhé, còn muốn dùng ETH để mua đồng A thì các bạn này dùng ETH để gửi vào cái liquid đấy và đổi lại cái đồng A về, cho nên nó tương tự thôi, cho nên là giá nó sẽ có phần trượt giá, lúc nào cũng có trượt giá nha. Con nào chuẩn nếu dùng coin cùng tên trên Uni? Cái vấn đề mình nãy mình nói rồi, cái việc các bạn là đừng có tên mà các bạn phải tìm được cái contract. Đây ví dụ này, tìm contract của MahaDAO thì các bạn có MahaDAO ở đây này, kéo xuống tìm contract nó ở đây này, cũng copy vào và dán vào chưa. Cái này có chắc là mới vào sau đúng không, hoặc mới hỏi câu này đúng không? Đấy, sử dụng cái này để kiếm đúng cái địa chỉ ví để mà sai, chứ còn gõ tên linh tinh là ra mua con đều, được chưa? Có Hoài Phú hỏi là chỉnh gas fee như nào thì dễ mua IDO. Các bạn chỉnh cái nhanh cuối cùng ấy, hôm nay mình chỉnh nhanh có ba cái là slow với lại cái NFAT đấy, rồi cái cuối cùng mình không được tiếng Anh lắm, cái cuối cùng là phát ấy, nó nhanh nhất đấy nha. Bạn nói về bot trên này đi, bot gì đây, còn gì bot nào ở đây? Anh chỉ cách dự phóng giá target chốt lời đi. Thật ra khi mà chốt lời một cái đồng IDO đã tăng trưởng ấy thì chúng ta không bao giờ chắc chắn được là nó sẽ bay đâu, rồi việc ETH và Bitcoin bay vậy, chúng ta sẽ không, rất là khó để biết đỉnh nó ở đâu. Chúng ta chỉ biết được cái lưng chừng của nó, có thể khoảng giá chốt thôi. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy được là nó bay đã đủ cao rồi mà các bạn cảm thấy đủ lòng tham và là bạn chốt đi. Đa phần thì chốt non thì dễ sẽ an toàn hơn so với tham lam nha. Cái thứ hai là các bạn sẽ để ý follow các thông tin của nó. Khi mà các thông tin đều hết rồi, không có gì để FOMO thông tin nữa thì đa phần sẽ bị chốt. Cho nên chúng ta sẽ thường chốt là ở ngay lúc thông tin đang tốt nhất. Cái buổi này chỉ nói về cái swap thôi, mấy cái staking nhé, các bạn sẽ mò chỗ khác nhé, chịu khó hôm khác ha. Admin hướng dẫn để mà check các thông tin về dự án, check một thông tin một cái dự án có ngon hay không á thì nó rất là nhiều vấn đề. Đầu tiên là nếu như là một cái người mới á thì các bạn vào phải đọc thật nhiều, các bạn đọc càng nhiều thì thấy được nó tốt. Nó có một số vấn đề như sau. Một cái đồng coin tốt á, này mình sẽ ví dụ con MahaDAO luôn nhá, này nhìn này, MahaDAO này, thông tin nó nằm hết ở trên này này, thấy không? Trên này thấy không? Từ website này, Medium này, ở trên Telegram thấy không ạ? Tất cả nằm trên này hết này, các bạn lười đọc thôi. Đây, Twitter của nó cũng có ở đây này, có Twitter này, thông tin nó có hết trơn đấy, các bạn chỉ đọc. Mà những người lười đọc ấy, thì đừng oán việc gì hết, đừng oán người ta không có giải giúp mình, hay đừng oán người này người kia, nói cho bạn lười, cái gì nó phải trả giá, không chịu đọc, không chịu tham khảo thông tin, thì cho nên các bạn sẽ thường đu đỉnh. Còn những người đọc thông tin chi tiết và tìm hiểu chi tiết sẽ gặp ít gặp lắm nha. Ví dụ MahaDAO này, thấy không? 4 giờ trước nó cập nhật thông tin thì này. Các bạn mà nếu muốn biết thì cứ follow thôi, đó một chữ follow theo dõi này. Đây, vô dịch này. Đây, anh không biết bằng tiếng Việt, nha. Đấy, đọc đi, thấy không? Có thông tin tốt không? Thông tin càng tốt thì càng vào thôi. Ok, hiểu đơn giản vậy thôi, không có vấn đề gì phải lằng nhằng cả. Đây là trên Twitter nhá, follow Twitter là như vậy nhá. Còn MahaDAO ở đây mình mở cho bạn xem này. Đó, đọc thông tin coi của nó này. Có một số thông tin như sau. Đầu tiên là đừng có cố gắng đọc cái trang giấy trắng của nó, cái gì valid gì đấy, quên mẹ tên này. Mình chưa bao giờ mình đọc thời gian đọc cái đấy làm gì cả. Nhớ là đọc một số vấn đề như sau. Thứ nhất là chiến lược marketing của nó và cái ý tưởng của nó có phù hợp với trend hiện tại hay không, hiểu không? Cái marketing, cách marketing của nó và cái trend hiện tại có FOMO được người chơi hay không. Cái thứ hai là
cái cách của nó thì các bạn theo cái nhận định riêng các bạn nên dự đoán nó có thể tăng trưởng hay không, tự cảm nhận đấy thôi. Cái thứ ba là xem cái động thái của tất cả cộng đồng đang đánh giá về nó như thế nào, đó là cái yếu tố thứ ba để đánh giá đồng coin tốt hay không. Cái thứ tư nó cần để ý nữa là gì, là cái đội dev phát triển của cái dự án đấy là thuộc dạng nào, ẩn danh hay là public ra. Nếu ẩn danh ấy, thì là thuộc dạng đội cũ có làm từng làm đồng coin nào khác không và có tốt không. Nếu đồng trước của họ làm rất là tốt thì đồng sau khả năng rất là tốt. Còn nếu như đồng đồng những cái đồng mà nó không biết dev là ai cả, chúng ta phải cân nhắc hơn nha. Cái thứ ba là chúng ta phải để ý một chút xíu này, là cái phần kéo xuống dưới các bạn sẽ nhìn thấy những cái quỹ đầu tư của nó. Có một số con có thẳng đây đây, đây chẳng hạn là team team core của nó, là team tạo đồng team, team core của nó này, được chưa? Một số bạn biết biết mình biết vào đây là vào để cà khịa, nhưng đừng hỏi con này DLK này kia, các bạn thử biết DLK là của đội nào làm, đừng có hỏi mình vào đây cà khịa mình đuổi ra đấy nha. Tập trung vào đi, một bỏ thời gian thì hướng dẫn các bạn cứ như thế nhỉ, mình không rảnh, mình rất là bận rồi ạ. Bây giờ team core các bạn có thể check follow họ ở trên Twitter để xem là họ từng tạo đồng coin nào, được từng tham gia phát triển những đồng coin nào đã từng tăng trưởng hay không, để xem các đội của họ có mạnh không nha. Tiếp theo là các bạn sẽ để ý phần rất là quan trọng nữa này, là những cái đối tác media của họ. Đối tác media này là những cái người mà giúp họ truyền thông, yeah. Những cái đối tác media này mà càng nhiều và càng uy tín thì những đồng coin đấy càng được lan tỏa mạnh. Và một điều cuối cùng nữa là các cái quỹ đầu tư của nó, các quỹ đầu tư chấp nhận đầu tư cho đồng coin đấy là như thế nào và mạnh hay không. Mình sẽ ví dụ một số đồng có cái quỹ đầu tư rất là ok. Xem nào, con này sao ra một loài là quỹ đầu tư nhỉ? Như con này nó ẩn quỹ đầu tư à? Đợi mình chút xíu nhé. Một số con khác để mình ví dụ này, chúng ta sẽ check để xem là đây mình sẽ mở cái con này, các bạn cũng biết là trước của Việt Nam có gọi các bạn DHT. Mình khá đau họng, mình dành thời gian để mình hướng dẫn mọi người, cũng không phải thu phí hay gì cả, cũng chẳng phải là để làm cái gì đó to tát, chỉ hỗ trợ mọi người để biết kiếm tiền trong thị trường này thôi. Cho nên mà anh em tập trung để mất thời gian nói lại nhiều lần đấy nhá. Đây là một những con mà đánh giá tăng trưởng khá là mạnh. Đầu tiên là các bạn sẽ nhìn thấy là gì, cái tổng cung của nó là nhỏ, không nhiều. Cái thứ hai là phát hành ra cũng lớn, hiện tại nó phát hành khoảng 6 triệu con và chưa tăng trưởng mạnh đây này. Và mình sẽ bấm vào cái website của nó để check một trong những yếu tố tiếp theo mà để đánh giá cái đồng coin đấy có mạnh hay không. Ngoài vấn đề về truyền thông, chiến lược marketing, ý tưởng của nó và đối tác media ra, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nữa gọi là cái investor này, cái support và các đội đầu tư. Ví dụ như các bạn nhìn thấy không ạ, đây này, đấy là những quỹ đầu tư rất là lớn, thấy không ạ, quỹ đầu tư lớn này, ví dụ đây là quỹ đầu tư rất là lớn này, cái quỹ đầu tư này đầu tư con nào đều bay rất là mạnh, à, thấy không ạ, đây này Chainlink này, AVE này, đây là con này mình vừa chỉ nhá, đây đo đo này thì tăng trưởng mấy chục lần đúng không ạ, đây này Kava này, thấy không ạ, đấy có những quỹ đầu tư người ta đầu tư vào những cái con rất là mạnh. Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy là những cái đồng coin mà cùng quỹ đầu tư ủng hộ và đầu tư mạnh thì thường được bơm rất là tốt, vì các quỹ đầu tư đấy sẽ hỗ trợ đẩy thông tin vào và hỗ trợ đẩy cái giá lên, hiểu chưa? Vậy nên phân tích IDO ấy nó rất là nhiều yếu tố trong đấy, có một số là scam, nhưng đa phần đấy các bạn nếu đọc kỹ ấy, và tìm hiểu kỹ ấy, thì các bạn sẽ thấy tiềm năng. Và nó ăn nhau ở một chỗ là nó ăn nhau về cái thông tin, nhớ nhá, trong mua bán IDO và đánh IDO là hơn nhau ở thông tin. Các bạn cập nhật thông tin càng sớm càng tốt và càng nhanh nhạy thì các bạn sẽ mua được giá càng thấp. Và mối quan hệ của bạn có tốt hay không thì sẽ phụ thuộc vào cái sẽ hỗ trợ các bạn sẽ mua được giá là tốt hay không. Ví dụ như là bạn là đối tác của họ với những cộng đồng trước ở Việt Nam, mà khi mà làm chương trình hỗ trợ media cho một số đồng đồng này đồng kia thì lúc nào họ cũng sẽ ưu tiên cho bọn bên mình mua được giá thấp hơn một chút xíu. Đó là hỗ trợ của họ. Và còn nếu như không mà là người chơi bình thường thì các bạn sẽ có thể là có một số chương trình bán được, ví dụ như con này này, ví dụ như con này này, đây con giúp này, con này này, nó cũng là hỗ trợ cho người chơi mua được giá là ok. Các bạn phải đọc kỹ nhá, chịu khó đọc. Con này thì mình chưa đọc kỹ đâu, cho nên các bạn chịu khó đọc nhá. Cái này là bên mình đã hỗ trợ các bạn thông tin rồi thì các bạn là đọc và chơi thôi, đúng không nào? Đấy, thông tin là như vậy. Còn đó là trên Uniswap nhá.
Nãy mình đã chỉ các bạn cách chơi Uniswap rồi, từ cái cơ bản rồi, rồi check thông tin tất cả mọi thứ ok rồi ha. Rồi check sang cái Ethereum, check trên cái scan này nhá. Cái này mình đã chỉ rồi nha. Đấy. Thông tin này mình đã chỉ rồi này. Check tổng cung luôn này, được chưa? Nãy cũng đã chỉ này, cái vấn đề về giá tổng cung càng thấp, cái tổng số tổng cung này càng nhỏ này, mình sẽ tỷ lệ băm thêm mạnh hơn này, được chưa? Cái này mình đã chỉ rồi nha. Đó. Rồi thông tin cũng đã chỉ các bạn tìm check trong các này loại này, check như nào, check về media, check chiến lược marketing, check đổi dev, đúng không? Check các quỹ đầu tư, tất cả mọi thứ đã chỉ các bạn rồi. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ chỉ các bạn nốt đến chốt link này. Chốt link nó y chang nha, nó là cũng y chang này. Thì các bạn kết hợp vào và kết nối vào đây ví nhá. Trên này thì các bạn có thể là sử dụng cái bên này có Uniswap thì bên này có SSwap. Đấy, tương tự nhá. Thì có đồng coin nào trên này thì các bạn áp vào chơi thôi nha. Đấy, mình thì ít trên này một thời điểm trước nó một số con hot. Ví dụ các bạn sẽ thấy được cái con tai, con san này là con pearl này này, ngày xưa nó rất là hot. Hiện tại thì nó đã x10 hôm qua hôm nay. Thì cái này là format có xe trên nhóm rồi, các bạn cùng xem đúng không ạ? Đây một số bạn chưa biết cách mua thì mình chỉ thế này thôi nha. Đấy, coin này coin kia thì tất cả thông tin mình đọc, đọc thì cũng y chang thôi. Nếu con nào mà chưa có tên trên này, chúng ta cũng làm tương tự, kiếm cái ví, dán cái ví nào vào đây, có check của nó vào đây. Nếu là con check bên này là con check của chôn link chôn x là của con TRX, còn cái bên này là con check của Ethereum khác nha, chứ không phải một số ông này copy con MahaDAO vào ở trên cái chôn link để dán vào đây, thì nó thật sự nó quá cái gì để không có gì để nói nữa cả, quá tệ luôn, cái này không có gì để nói nữa, đúng không? Nó khác nhau hoàn toàn nha. Nhớ cái này không, ít bữa anh ơi sao em có con MahaDAO hay là có con gì ở trên chôn link không ra, tại có khi phải chửi đấy. À, nó là thuộc của TRX nha, còn bên này là của ETH, nó khác nhau nha, nhớ để ý chưa, nhắc luôn, không ý bữa này không để ý là các bạn này đi hỏi mấy cái vớ vẩn này, mình bị hỏi mấy lần rồi đấy, nhớ nha. Cái đầu không x này, không x ca mấy đầu không x này đã thường là đều của ETH hết nha, nó ghi chữ ETH, ETH ca này là của ETH hết, còn mấy của con chôn linh tai san này các bạn này, đó luôn này, như con này đúng không? Đây nó ghi chữ chôn linh rõ ràng đấy này, thấy chưa? Đấy là của chôn nhá. Không này anh ơi em có con tai ở bên ETH không ra, một số bạn hỏi đấy, mình không nói đấy, cứ hỏi, thấy chưa? Có bạn có câu hỏi nào nữa không ạ? Vào muộn quá, cái này mình sẽ lát mình sẽ up video, nếu video các bạn để bạn kia chỉnh sửa đã nha. Hướng dẫn mua bán token sang tiền Việt đi anh ơi à, cái này tí nói luôn nha. Quý đầu tư nào lớn anh, các bạn chịu khó đọc nha. Quý thì có rất là nhiều quý thế này, nhưng hồi nãy mình vừa bấm này, quý này là quý lớn này, một số quý đây, quý này lớn này, rất là nhiều quý, các bạn chịu khó đọc đi. Trời ơi, mình nói ra được một số toàn tiếng Anh, mình có khi mình nhớ mặt chứ thì mình chả nhớ tên, các bạn thông cảm vì tiếng Anh mình không tốt lắm nha. Anh hướng dẫn mua bán token sang tiền Việt đi, nó ok. Khi các bạn có một đồng token mà mua trên này thành công lãi rồi thì các bạn để ý này. Cách chốt cuối cùng của các bạn về đều phải chốt về ETH và chốt về USDC hoặc USDT. Được chưa? Còn tối thiểu là chốt về DAI. Nhớ này, USDT, USDC và DAI đều là stablecoin. Stablecoin nó là gì? Nó là giống như đô ấy. Giá của nó không biến độ. Biến độ của nó chỉ một chút xíu thôi. Nó gần như là bằng một đô hết. Nên chuyển về đấy. Còn nếu các bạn chuyển về E thì tốt nhất. Được chưa? Sau đấy sử dụng E rút về Binance hoặc là rút về Remitano và bán, được chưa? Hoặc là bán trực tiếp cho đội nhóm nào đấy cũng được. Và các bạn muốn bán đô thì swap từ ETH sang đô và bán, cách đơn giản này thôi nhá. Chứ không ai bán trực tiếp token ra Việt Nam đồng đâu nhá. Token đấy có ai mua đâu mà token trực tiếp. Hiểu không ạ? Chứ không bao giờ. Uniswap nó là một cái ứng dụng trên này chúng ta để mua bán các đồng token. Nhưng mà nếu như muốn bán ở Việt Nam đồng thì phải bán từ E ra Việt Nam đồng, hoặc là bán từ đô USDT ra Việt Nam đồng, hiểu không? Đấy, và cách rút thì đơn giản thôi, rút thì đăng nhập phí và rút thôi, nó bình thường mà. Trên này thì chúng ta có rút được mà. Đây ví dụ như là đây ETH này, mình sẽ mở cái chôn này, mở cái đây. Bạn thấy không? Ấn vào đây này. Các bạn có chữ ba Excel gửi vào swap nhé, có thể gửi đi mà. Đây, các bạn nhập cái địa chỉ ví các bạn muốn gửi, sau đấy nhập số lượng là đi thôi, hiểu không? Đơn giản thôi. Rút mua bán đơn giản nha. Cái này không thể dùng VNDC thế này được. VNDC nó là cái đồng của Việt Nam, mấy anh Việt Nam làm,
thì nó chưa 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 có áp lên trên 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 Ethereum, cũng chưa áp trên này cả, cho nên các bạn đừng bảo dùng ví BNDC. BNDC thì các bạn phải rút về đã, phải rút E về BNDC thì muốn bán đến đâu bán nha, không chuyển trực tiếp được, chưa nên chưa hỗ trợ ha. Chuyển từ Binance sang đây dùng dùng chuẩn nào là sao ta? Nếu các bạn muốn rút cái muốn chuyển tiền vào Uni chơi ấy thì các bạn đầu tiên phải tạo cái MetaMask này này và copy đường link ví ở đây này. Mấy cái này chịu khó đọc chứ Google có rồi đây này. Ví đây này, copy vào đây dán vào Binance mà gửi sang nhá. Em mới vào cho em hỏi là swap ETH sang token ETH sau đó giảm thì rủi ro kiểm soát được không anh? Chúng ta đang chơi với ETH sang cái đồng token đấy, cho nên chúng ta sẽ gần như đồng token nó tính bằng đô, không tính bằng e. Nên là cái việc khi bạn chuyển từ e sang đồng đấy, nó còn chấp nhận rồi, gần như là chúng ta đang giống như việc bán e sang đô và dùng đô để mua đồng coin đấy, hiểu không ạ? Nên không có chuyện là e tăng, nếu như e tăng là may mắn con đồng ấy tăng thì bạn lấy kép, nhưng mà nếu e giảm và đồng coin đấy giảm thì bạn lấy kép chấp nhận nhé, và chơi chơi đấy chấp nhận à. Ok ha, nãy giờ chỉ hết mấy cái đây đấy, còn mấy thông tin thì chịu khó đọc nha, con này con kia chịu khó đọc đây, trên trên cái Medium này là rất là nhiều con, chịu khó lên đây mà mò nha, và tất cả những thông tin nó thường chỉ về cái Medium này này, ở tài khoản thế này mà đọc được không nào. Đấy, chọn mạng chuyển là gì nhỉ? Làm sao check được thông tin web của dự án đó là Riu Anh, ví dụ như là một có quỹ đầu tư nào đấy, làm sao biết quỹ đầu tư thật? Khổ ghê không? Tất cả các quỹ đầu tư lớn á, nó đều có tên tuổi, các bạn vào mò trên Twitter nó có rất là nhiều năm tên tuổi kinh nghiệm rồi, bây giờ đọc thông tin lên đấy nó check đã biết ra, là các bạn sẽ hỏi những người có kinh nghiệm đúng chưa không. Cái thứ ba là check thông tin của cái dự án này thật hay giả, kể tốt hay xấu thì phải xem nó leak ở đâu chưa, có đọc kiếm chút xíu và xem cái số lượng follow có đông không, vào xem Telegram của nó nhóm có đông không, nếu xem cộng đồng có nói gì đấy thì có đọc. Chứ bây giờ các bạn hỏi như thế thì làm sao biết được, thì người ta cũng làm trên web cũng sai vậy, còn thật hay giả hay scam hay không là phải xem lúc kết thúc dự án mới biết được đúng không. Để chơi chơi IDO hay chơi ICO nó gần như là những kiểu đánh bạc vậy thôi, nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ kinh nghiệm và chúng ta dành thời gian là tìm hiểu nó tốt hay xấu, con nào đúng trend thì bay mạnh hơn, con nào khác trend thì bay thấp hơn, còn con nào không được người ta để ý thì gần như scam, hiểu không nào. Ok ha, buổi hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi, không có gì để phải nói nhiều nữa cả, còn những cái vấn đề về cao siêu sâu hơn thì có thể trong buổi khác, hoặc là anh em phải tâm sự nhiều hơn. Hôm nay có những cái vấn đề nào anh em vào sau mà không hiểu thì các anh em xem lại nhá, xem lại cái này ok không ạ. Một số bạn mà swap không thành công là vẫn bị trừ phí nhá, phí của nó ít hơn thôi nhá. Thì các bạn có thể xem lại cái buổi này thì khi mà mình đăng lại video này, hoặc là nhờ Tránh hoặc đội nhóm đăng nhá, các bạn sẽ xem sau ngày mai. À, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, chúc anh chị buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại ở trong cái buổi dạy khác. Mình sắp tới đây khoảng sang tuần mình sẽ hướng dẫn mọi người về trade margin, thì nếu anh em mà dành thời gian thì học nốt nhá. Ok à, chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá, hẹn gặp lại.